那个一乘以六是不是啊？啊，一乘以六。是不是啊？啊，对。二十七到二十六号是不是啊？18到26号。18到26啊？啊，家园宾馆旁边的。Nó gọi là cháu chả hiểu nói cái gì. Thế là đưa cho cô Mai đi. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như thế này là gần người mua mít. Sao ấy, nhớ nhà cô Mai của người ta rồi. Nhớ quá đắt.